Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Muôn Màu Thể Thao của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, thể dục thể thao là hoạt động hữu ích với sức khỏe người cao tuổi. Có rất nhiều môn thể thao để người cao tuổi có thể lựa chọn phù hợp với thể trạng và sức khỏe của mình như thể dục dưỡng sinh, đi bộ, v.v. Thì tại xã Bình Tâm, có một đội bóng chuyền hơi người cao tuổi đã duy trì tập luyện gần 10 năm nay. Bóng chuyền hơi đã có từ rất lâu, nhưng tại thành phố Tân An thì bộ môn này được mọi người biết đến và tham gia tập luyện trong khoảng 3 năm gần đây. Nhưng với đội bóng chuyền hơi người cao tuổi xã Bình Tâm, thành phố Tân An thì bộ môn này đã gắn bó với các cô chú nơi đây được gần 10 năm. Khác với bóng chuyền da, bóng chuyền hơi là môn thể thao dễ tập luyện, dễ chơi. Với trọng lượng quả bóng chuyền hơi rất nhẹ, chỉ khoảng 150 đến 200 gram, rất thích hợp với người cao tuổi. Sân bãi để chơi bóng nhỏ, lưới thấp nên cũng dễ dàng tập luyện. Người tham gia bộ môn này cũng không mất quá nhiều sức như những bộ môn khác, mà lại nêu cao tinh thần đồng đội. Mỗi đội chơi gồm 5 người, bao gồm cả nam lẫn nữ, đã tạo nên không khí rất sôi nổi. Bóng chuyền hơi không những là môn thể thao giúp người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, mà nó còn là cách giải trí lành mạnh. Đội bóng chuyền hơi của người cao tuổi xã Bình Tâm thì hình thành tới nay là khoảng hơn 10 năm. Thì bước đầu thì cũng xuất phát từ tập thể dục dưỡng sinh rồi thấy nó đơn giản quá, rồi mới thêm một môn nữa là môn bóng chuyền hơi cho những người lớn tuổi ở đây tập luyện. Cái bóng chuyền hơi này thì nó nhẹ hơn, thành ra đối với cái lứa tuổi của chúng tôi thì nó phù hợp hơn. Bóng da thì nó nặng hơn để cho mấy người trẻ. Cái này thì ở đây đa số là người lớn tuổi sử dụng bóng chuyền hơi rất phù hợp. Đội bóng chuyền hơi người cao tuổi xã Bình Tâm có khoảng 17 thành viên, trong đó người nhiều tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Huệ cũng 70 tuổi. Các thành viên còn lại người ít tuổi nhất cũng đã là 45. Hàng ngày từ 5 giờ đến 6 giờ 15 sáng, các cô chú đều đặn đến điểm trường tiểu học Bình Tâm để cùng chơi bóng. Khi vào sân, ai nấy cũng đều chơi hết mình với trái bóng và dường như mọi âu lo bận rộn của cuộc sống thường ngày đều đã vơi đi. Thì coi như là người tôi nó khỏe khoắn và coi như là nó tươi trẻ hơn. Đây tôi năm nay coi như là đã gần 70 tuổi rồi mà sức khỏe của tôi vẫn khỏe chạy cứu anh được. Y như là một người thanh niên thật sự. Cái bóng chuyền hơi này nó cũng thích hợp với cái lứa tuổi với lại cái tứ chi của mình là nó hoạt động, nó điều hòa. Thành thử ra cơ khớp mình rồi nó cũng được không có đau. Thành ra tôi thích với lại hơn nữa cái này nó cũng không có kinh phí gì bao nhiêu. Với lại nó ngoài ra nó cũng không có... nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cái cuộc sống của mình, công việc của mình làm hàng ngày. Ví dụ như phim mình ra sớm rồi mình tập rồi cái cỡ khoảng 6 giờ mình về, công việc mình cũng ổn định, không có sao. Thành ra cô thích bóng chuyền da, nó nặng hơn cái bóng chuyền hơi này dữ lắm. Bóng chuyền hơi này cỡ cái độ tuổi của mấy cô á, nó chơi rất thích hợp. Chú bóng chuyền da, nhưng mà giờ bóng chuyền hơi thì nó phù hợp với tất cả các chị em, các anh em lớn tuổi ở đây á. Nó dễ, thứ nhất là nó cũng vừa cái sức, thứ hai á là nói chung là để cho mấy chị em nó tập, nó rèn luyện để chạy tới chạy lui cho nó giãn gân giãn cốt. Bóng chuyền hơi giúp cho giảm bớt sự căng thẳng, mệt mỏi, đồng thời có hiệu quả tích cực và rõ ràng đối với cơ cánh tay và cơ bụng, giúp người cao tuổi giảm bớt quá trình lão hóa, tăng cường phục hồi cơ bắp. Ngoài ra, bóng chuyền hơi còn giúp cải thiện độ nhạy cảm của cơ thể. Cơ thể dẻo dai và giúp trí não hoạt động liên tục, nhanh nhạy. Môn bóng chuyền hơi là sân chơi bổ ích, lý thú, giúp cho người cao tuổi tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần. Không những mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, mà bóng chuyền hơi còn là sợi dây kết nối giữa các thế hệ lại với nhau, đưa mọi người đến gần nhau hơn. Ở trong đội của cô là hàng tháng cũng có phiên góp chút đỉnh cho những người neo đơn đó. Rồi đồng đội của mình thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết. Thành ra cô cũng thích, thành ra sáng nào cô phải đi tập hết. Chị em vui vẻ lắm. Thì xưa là cũng bính nhiều, 7-8 năm rồi. Nhưng mà sau này là thấy cũng lớn tuổi, nhưng mà cũng vẫn vô đây. Có chơi bóng chuyền này, thấy cũng vui, cũng thích chơi.
chơi cũng mấy năm mà, rồi cái bệnh cái yếu quá thôi mới nghỉ không chơi nữa. Ghiền chứ. Mấy hôm qua, bữa nào hôm qua ngồi coi á, cái lúc này ít đi lắm, lâu lâu ra bữa vậy. Ngoài việc duy trì tập luyện, đội bóng chuyền hơi xã Bình Tâm cũng thường xuyên tổ chức thi đấu giao lưu với các địa phương lân cận. Được biết, đội bóng chuyền hơi xã Bình Tâm sẽ đại diện cho đơn vị thành phố Tân An tham gia giải bóng chuyền hơi nữ cấp tỉnh sẽ diễn ra vào 2 ngày 10 và 11 tháng 10 2020 sắp tới.